Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 24 tháng 8 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 3, 9, 2, 3, 4, 8, 0, 0. Giải 6, các vé tận cùng mang số 2, 7, 0, 5, 7, 8, 5, 4, 2. Giải 5, các vé tận cùng mang số 5813, 1171, 6003, 5267, 8673, 7778. Giải 4, các vé tận cùng mang số 6115, 0975, 5800, 5616. Giải 3, các vé tận cùng mang số 78098, 72991, 76293, 37100, 41032, 21951. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 04535, 46371. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 29756. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 74726. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 1RI, 6RI, 8RI, 9RI, 10RI, 11RI, 15RI, 19RI. Kênh xổ số 3 miền, kết quả xổ số hôm nay, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!